Yo, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của C3HD và tôi chính là C3HD đây. Video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ba tựa game mobile cực kỳ hay, cực chất, cực kinh, cực khủng, cực căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực. Rồi ok, và chúng ta hãy vào luôn để xem là ba tựa game tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là ba tựa game gì nha. Ok, và chúng ta sẽ rời với tựa game đầu tiên, nó có tên là Dot and Beat. Bạn nào mà muốn chơi tựa game nào trong bất kỳ ba tựa game này ý, thì link tải ở dưới description nha, hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ vào luôn nhá. Ok, chúng ta sẽ vào luôn rồi các bạn ạ. Rồi, chúng ta vào luôn rồi các bạn ạ. Này, tựa game thực sự thú vị luôn. Mà bạn nào khi mà chơi tựa game này thì nên dùng cả tai nghe đấy các bạn nhá. Ủa chết rồi. Chết rồi. Vâng. Đó. Tựa game này là tựa game nhạc, thế nên là bạn nào mà muốn trải nghiệm tốt nhất ấy, muốn có một trải nghiệm tốt nhất thì các bạn nên dùng tai nghe thì sẽ có một trải nghiệm tốt nhất, tại vì đây là game nhạc. Game này gọi là rèn luyện nhanh tay nháy mắt đó các bạn. Game này đơn giản, dễ nghiện mà hơi khó chơi một tí. Thứ game này đơn giản nhưng mà hơi khó chơi một tí các bạn ạ. Đồ phúng. Bắt đầu lại nào. Ok. Bứt phá vòng 2 rồi. Tiếp nào. Ồ. Oh. Nhanh quá. Oh my god. lúc đầu tôi xem người ta chơi tựa game này tôi tưởng dễ. Nhưng mà thực ra cũng không dễ lắm đâu các bạn. Không phải là không dễ mà là quá khó luôn ấy. Tưởng không dễ mà khó không tưởng. Rồi xong rồi. Ủa ơi. Oh my god. Nhạc nó còn đẩy nó nhanh lên, tạo cảm giác nhanh nữa. Ui. Mà trò này nó kiểu nhạc đẩy nhanh lên. Ui. Ui các bạn ạ. Thua rồi. Ok. Rồi, và chúng ta đến với tựa game thứ hai các bạn ạ. Và tựa game này nó có tên là Johnny Trigger. Tựa game này tôi đã chơi qua thử rồi. Rất hay đấy. Rồi, chúng ta vào luôn để xem nó hay như thế nào nhá. Ok, tap to play này. Đấy nhá, xem này. Đó. Nhiệm vụ của chúng ta là gọi là một điệp viên đúng không ạ? Chúng ta sẽ gọi là bắn mấy đứa này. Ôi, tôi xong rồi, fail rồi. Cái tiết laser màu đỏ mà đi đến đâu chúng ta bắt buộc là phải bốc vào nhanh ở đấy để bắn được những cái mà cái thằng trộm ấy, để bắn được những cái thằng trộm ở dưới. Nếu mà chúng ta mà bắn trượt thì mình sẽ bị bắn. Thì mình sẽ bị mấy thằng trộm này nó bắn lại đấy. Ok, nào xem này. Xem tôi thể hiện này, đấy. Nên là xem màu đỏ đi đâu. Ui, ơi. Ok. Đó, xong. Rồi, bây giờ đến hai đứa này này. Nhìn kiểu động tác slow motion rất là cool ngầu luôn. Wow. Nice. Chả biết ngoài được thực mà ông nào làm đây không nhỉ. Ok. Tiếp nào. Cái game này rất là thú vị đúng không ạ? Boss fight. Ủa ôi boss luôn. Kinh. Một nhát rồi các bạn ạ. Hai nhát. Yeah, hai nhát rồi. Ba nhát rồi. Yes. Boom. Headshot luôn rồi. Kinh. Quả nào chúng ta phải bắn trúng, tại vì một quả bắn trượt thôi thì chúng ta lại thua đấy. Ok, đây là quả cuối cùng thôi. Yes.
Chúng ta đã tiêu diệt được boss rồi các bạn ạ. Oh thanks. Ok, xem nào. Rồi, chúng ta chơi tiếp thôi. Ok, nhảy lên này. Bắn này. Bắn này, đấy các bạn thấy tôi kinh chưa. Cái trò này khá dễ dàng thôi, trò này không có chơi đâu. Các bạn cứ chơi gì, các bạn cứ tải về chơi thử mà xem. Ôi, gun shop à. Tôi thử. Ok, tôi mua được khẩu súng mới rồi này. Yeah, AC shop. Bạn nào muốn chơi tựa game thú vị này thì xuống description mà xem nha, link tải ở dưới đây đấy. Nhắc lại là bạn nào muốn chơi các tựa game kiểu này thì xuống phần mô tả xem, có link tải tôi để ở đấy. Link tải ở phần bình luận là phần mô tả nha. Ok. Đấy. Đấy. Những vai như này chúng ta phải bắn nó quả bom. Nice. Tuyệt vời. Tôi sẽ thử game này rồi đấy. Xôi ôi, xôi ôi. Quá kinh đúng không nào. Một bắn này. Hai bắn này. Ba bắn này. Ok, chơi nốt ván cuối cùng nha. Nốt ván này rồi đến tựa game tiếp theo nha. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Boo. Yeah. Ui, mà tôi vừa phát hiện ra một tính năng các bạn ạ. Ok. Là chúng ta có thể bắn được nhiều phát đạn. Chúng ta có thể bắn được nhiều phát đạn. Ui. Lần để khi nào tôi phải làm riêng một cái video tôi chơi tựa game này quá. Chứ tôi thấy tựa game này hay thật đấy. Ok. Lúc nào đấy tôi sẽ làm một cái video chơi tựa game Johnny Trigger này. Thực sự tựa game này rất là hay các bạn. Rồi chúng ta đến với tựa game tiếp theo nào. Bạn nào muốn chơi tựa game này, nhắc lại, link tải ở dưới phần mô tả nha. Rồi ok, và đây là tựa game thứ 3, cũng là tựa game cuối cùng. Nó có tên là Big Battle 3D các bạn ạ. Và đây nhiệm vụ của chúng ta là phải chiếm lấy một cái lâu đài. Và chúng ta có đội quân ở đây. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đến đánh chiếm lâu đài của địch. Và đây, nói thì khó hiểu lắm, làm luôn cho các bạn dễ hiểu nhá. Đấy. Đánh xong là cào nhìn trông tuyệt vời không ạ? Nhìn trông cứ thế kiểu sao là cào đấy. Ok đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chiếm lâu đài của địch. Đấy. Ok. Rồi, thế dễ hiểu rồi các bạn. Ok, đây là Castle 3, lâu đài 3. Chúng ta có các cái mục nâng cấp sức mạnh ở đây. Và đây là weapon là vũ khí này. Upgrade là offline learning, tức là sau mỗi trận đánh chúng ta nhận được nhiều tiền hơn này. Còn cái này là tăng quân số, đoàn thế. Tiếng Anh tôi cũng kém lắm, cứ thế mà chém thôi. Ok, bây giờ tôi sẽ nâng cấp vũ khí nhá. Những đứa này còn 5 đấm này. Và tôi nâng cấp cái phần tiền. Ok. Rồi. What? Độ phóng nó phải bay được à? Bụp. Còn tôi thẳng chắc rồi. Ủa, thua xong, thua rồi. Thằng ấy thua. Ui, một mình cân 2 luôn. Thằng cân 2 luôn. Yeah. Quân đội của tôi quá giỏi. May tôi nâng cấp về vũ khí các bạn. Tựa game này khá thú vị đó. Victory. Thôi được 3 chìa khóa rồi. Và đây là lâu đài thứ 4. Tôi mở một cái dương nha. Tôi mở cái giường giữa. Được 5 đồng. Được 5 đồng. Ok. Tôi có thể gọi là xếp đội quân thành những hàng dọc. Hàng ngang này, hàng dọc này. Ui chết. Thôi rồi, thua rồi. Tôi biết ngay mà tôi thua chắc luôn. Đội quân nó khỏe lắm. Bạn nào muốn chơi tựa game này thì xuống description nha.
Ok, tôi sẽ nâng cấp cái cho thêm một thằng đi, thêm một vũ khí đi. Ok. Rồi lần này tôi nghĩ là con tôi đánh được rồi. Ồ không, 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 bộ đồ kiếm. Mình còn 5 đấm. 4, đánh 5. Đứa nào thắng đây? Uầy, uầy, uầy. Thôi xong rồi, thua rồi. Thôi thua, thua, thua. Chả quá. Ồ. Game này khá thú vị đấy. Hôm nào tôi phải làm thử một cái video chơi tựa game này mới được. Lần này tôi sẽ thử tắt wifi đi xem chơi lại tiếp nữa. Vào, đánh. Uầy. Uầy. Chẳng quá không được rồi. Uầy, 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 thắng hay thua. Uầy, nó kiếm nó khiên mình chỉ còn 5 đấm. Thắng thế nào được. Chúng ta sẽ nâng cấp quân số lên nha. Và để đội hình theo hàng dọc. Tôi sẽ thử đội hình để đội hình theo hàng dọc xem có thắng không. Búp, 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 búp. Sao là cái này nhìn đẹp ghê không ạ? Ôi 4 thằng, 3 ai, ui dồi, tôi thua rồi. 1, thôi sao thua rồi. Bọn này khỏe quá. Ok, lần này tôi nghĩ tôi có thể thắng được đấy. Tôi nghĩ tôi có thể thắng được. Ôi ôi, ôi ôi. Ôi, ôi thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi, yes. Ở mãi mới thắng được các bạn ạ. Ok. Lần này chúng ta sẽ free à. Ok, tôi sẽ nâng cấp cái weapon lên. Nhưng phải xem quảng cáo các bạn ạ. Trời ơi, đây tựa game nhiều quảng cáo nhất tôi từng thấy luôn. Xong một trận đánh lại một quảng cáo. Game này hay thì hay thật đấy, nhưng mà cái đóng quảng cáo này tôi nghĩ là mình cần phải xem xét lại khi mà cho tựa game này vào những cái danh sách mà những game mobile hay nhất. Thực sự hay thì hay thật đấy, nhưng quảng cáo đúng à. Nâng cấp weapon. Tôi đã nâng cấp weapon rồi và tôi thấy bọn nó chẳng có gì thay đổi. Tôi nên bạn, tôi nghĩ là các bạn cũng không nên tải tựa game về đâu. Tại tựa game nó quảng cáo dữ lắm. Không, không thắng chắc rồi. Quân số đông hơn, thắng chắc rồi. Rồi, thắng luôn rồi đâu. Yeah. Ui. Vẫn thắng rồi. Yes. Nó không chiếm lâu đài của nó. Tôi nghĩ là các bạn đừng nên tải tựa game này, tại vì quảng cáo dữ lắm. Rồi ok, chúng ta sẽ chơi nốt trận cuối cùng nhá. Đấy giờ lâu lắm rồi đây, máy tôi sắp hết pin rồi. Máy ảnh của tôi sắp hết pin rồi. Tôi chơi nhanh hơn. Ok, chơi nốt trận cuối cùng thôi. Ôi thắng rồi, quân số đông hơn, thắng rồi, quân số đông hơn mà. Ôi, ôi, thôi xong, thua rồi. À thua rồi, thắng. Ôi tôi nghĩ là thắng đấy. Thắng đấy. Yes. Tôi kết thúc video rồi. Và được rồi các bạn ơi, và video này cũng đã dài rồi, tôi phải kết thúc tại đây thôi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh tôi nhé. Rồi tôi phải kết thúc video nhanh thôi. Không, máy của tôi hết pin rồi, máy của tôi sắp hết pin rồi. Ok. Rồi, nhớ đăng ký kênh, nhớ share, nhớ chia sẻ, nhớ like. Và nếu bạn nào thích tải, xuống description xem nhá. Các tựa game này hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Rồi, bye bye.